Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Tình hình là mình cũng như là mấy em rồng đang ra sức đi tìm những cái quả trứng rồng còn lại trong thế giới Pháp Sư Luyện Rồng á. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì trứng rồng Ace là trứng rồng mà mình cảm thấy khó săn nhất luôn á. Đã mất rất là nhiều thời gian rồi nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra được á. Không biết là tới khi nào chúng ta mới sở hữu quả trứng rồng đó đây. Và gần đây thì có một cái ngôi đền. Không biết là có nên vô không ta. Ngôi đền này ở ngoài thì có vẻ to gì đó, nhưng mà ở trong thì nó không có bự giống như bên ngoài đâu. Nó là một cái dạng kiểu như là mê cung đó. Mình thì lại không ưa mê cung vô lắm. Mà thôi kệ, lâu lâu mới gặp thì thôi, coi như có duyên, vô luôn. Đó đó, bắt đầu xoắn xoắn rồi đó. Nghe tiếng nhện rồi nha. Ồ, chưa gì có rương rồi nè. Ồ, kiếm cương. Ây chà chà. Được á, nhờ dụ người ta đúng không? Cho kim cương để người ta khoái khoái, ta vô rồi bị lạc đúng không? Biết thừa, trời ơi. Thôi kệ, có kim cương bị lạc cũng chịu. Và đó là Lộc hồi xưa thôi, chứ bây giờ kim cương cũng không có dụ mình được đâu. Bạn bị kinh rồi. Trời, giờ mới có trứng rồng mới dụ được mình thôi chứ. Rồi, có đường nào khác không? Ủa sao chưa có đường khác nữa à? À đây đây đây, có đường xuống dưới nè. Ồ, có rương tiếp. Giờ tới vàng. Lại có kim cương. Ui, vàng nhiều thế. Chứ này tha hồ về chế tạo mấy cái ọp chứa trứng rồng luôn. Uầy, tích tê nhờ. Ồ, có nhện, có nhện. Chui vậy nó cắn mình. Này thì dám cắn mình hả? Con nhện độc khốn kiếp. Hình như mình đang đi xuống tầng thấp nhất thì phải. Rồi. Tới cụ kiệu luôn. Đây là tầng thấp nhất rồi đó. Chắc đồ xịn nó sẽ... Úi, vẫn còn đường thấp xuống nữa nè. Không biết tầng thấp nhất thì nó sẽ có những cái món đồ xịn sò gì ha. Úi, đường cung ấy. A few moments later. Ôi dẹp đi. Điên chóng xào quần cỡ 5 phút. Không có thêm cái gương nữa đó. Mới vô nó cho gương để dụ mình, cho mình khoái khoái chạy nước miếng rồi á. Mặc hồi nó không cho thêm cái rương nữa đó. Sukana thiệt. Ở phía bên này thì mình thấy có một em rồng. Rồng xương. Nhưng mà đây là màu hiếm nè. Rồng xương màu vàng nhìn đẹp thiệt sự luôn ấy. Kiểu như là xương mạ vàng ấy. Ôi sao ngủ mà mở mắt ta, ghê vậy. Giờ mới để rồng xương ngủ mở mắt nha. Không biết nãy mình có nhìn nhầm không ta. Mình thấy nó có cái... À đây nè, đây. Cái chỗ chứa rương. Ôi con xương này. Nó dí theo mình cho bằng được ạ. Trời ơi, người ta đi... Ta cưỡi cái... lóc xây lá mà dí sao mà được. Rồi, rồi, vô. Giờ mình sẽ tiêu diệt mấy cái pháp sư lửa này. Để mình lấy rương thôi. Để coi hốt được cái gì nào. Một cái Astro Diamond. Cũng như là một cái Circlet of Fortune. Lâu lắm rồi mới gặp lại cái ngôi làng phù thủy á. Ghé vô mới được. Kiếm thêm, chủ yếu là vô làng phù thủy kiếm thêm sách thôi. Vì trong đây thường cất giữ rất là nhiều sách phép thuật ha. Ôi, sao bữa nay không thấy phù thủy đứng canh giữ ta á. Nay đi vắng à. Ui, nhưng mà toàn là phép cũ không vậy. Mấy phép này mình học hết trơn rồi. Có phù thủy, có phù thủy. Động đất nè, sập cái nhà luôn. Ý, mấy bà bị lún xuống rồi kìa. Cho mấy bà mắc kẹt ở dưới đó luôn ha. Rồi, giờ mình sẽ tranh thủ. Mình lướt cái rương này. Không có sách. Ôi, mấy bà phù thủy này lười. Học sách quá à, trong rương không có sách gì luôn á. Ui, sách tập sự nữa. Ok, cũng là sách mới. Lụm luôn. Có là lụm mà, không có chê đâu. Trên này sách gì đấy. Vẫn là sách học rồi. Vẫn con bà này. Cậy quá, mình phải cho trả giá về cái tội không có sách mới cho mình. Trả giá đi. Này thì hồi máu hả? Hồi máu hả? Ok, uống thuốc. Uống thuốc hồi máu hả?
uống thuốc hồi máu. Ui, ba bà phù thủy chui vô trong đó đi. Chơi đồ à? À, phát hiện. Chơi đồ hả? Tiêu diệt liền. Nhưng mà công nhận phù thủy trâu thiệt á. Tấn công mãi như vậy mà không tiêu diệt nổi luôn. Cơ. Còn dám phản kháng nữa. Giấu cái gì? Trời ơi, không có quyển sách nào luôn. Chuyến này thất thu rồi, vô còn bị dính độc nữa. Cái làng này không như mình mong đợi rồi. Hơi bèo nha. Ồ, ở đây còn hai bào phù thủy nữa. Tiêu diệt nốt ở đây là chúng ta sẽ đi tiếp á. Mong là mình sẽ có thêm sách thôi. Tại vì qua nay đó, mình chủ yếu mình đi khám phá mà mình không có kiểu như là tìm thêm được nhiều sách phép ấy. Nên bữa nay mình rất muốn học thêm phép thuật mới để sử dụng trong những chuyến khám phá sau nữa. Có gì nào? Đây rồi, sách gì? Ồ, Blinding Plus. Cái này thì cũng đã học rồi luôn. Yêu. Sao toàn là sách mình đọc rồi không vậy? Nhưng mà hồi nãy lúc mới bước vô làng mình thấy có một cái gì ta? Ở đây nè, cái chỗ em buông mình on ta. À, hên là mình cũng phát hiện ra chỗ này. Hai quyển sách event rồi, vô mến. Ba quyển luôn. Bốn quyển, trời ơi. Bốn quyển cấp event. Một quyển cấp master. Giờ mình thấy tìm mấy chỗ Embowment on ta nó còn xịn hơn mấy cái ngôi làng á. Thích thiệt sự luôn. Đã, chứ này có phép mới mang về học rồi. Sướng. Ô, ở đây có một cặp Light Fury. Thì nhiều khả năng là gần đây có tổ rồng Light Fury ấy. À, được đó nè. Vậy có Night Fury không? Giờ mà gặp tổ Night Fury luôn là đẹp nè. Ê. Ồ, sao tự nhiên ở đây lại có cái nhà lạ vậy? Ồ. À, nó còn có một cái lồng spawn cái gì nữa kìa. Ồ. Cái lốc này đập cái gì đây? Mà còn có cái rương nữa. Một cái rương không có đầu gì luôn. Oh, bị gì rồi? Ủa sao mình đập xong mình mất cái rương luôn ớt cả. À đây, nó bị lát. Biết rồi. Lát game ơi. Ủa rồi cái này là spawn ra con gì vậy ta? À, con này tên là Vine. Nó nhìn như cái cây ăn thịt người á. Mà sao không thấy nó spawn ra ta? Ê, đằng sau ngôi nhà còn có một cái Obelisk nữa. Cái này mình mang về nhà được không? Mang cái Obelisk này về nhà luôn. Mỗi lần mình muốn đi qua thế giới Lycan á thì mình dùng ở nhà cũng được, không phải bay đi tới chỗ Obelisk chi cho mệt. Hợp lý. Ồ, nhưng mà sao nãy giờ cũng lâu rồi mà sao nó vẫn chưa spawn cái con Vine này ra ta? Để mình farm thử coi nó có rơi ra độ xịn gì không. Tò mò ghê á. Cái Obelisk chắc mình sẽ đặt ở ở đây đi. Ngay cục đá này luôn nè. Nó hơi bị hợp lý á. Vậy là mai mốt muốn qua thế giới Lycan cũng tiện hơn coi. Và công việc đầu tiên sau khi mình trở về nhà đó chính là mình sẽ cho bé rồng Shadow Fury hôm qua lớn lên ha. Đây Shadow Fury nè. Hôm qua thì mình hết đồ ăn rồi, thành thử ra chưa có nuôi ẻm được. Giờ thì mình sẽ tiến hành lấy thức ăn ra và sau đó cho Shadow Fury ăn ha. Hy vọng là em này sẽ mau lớn và cùng mình đi khám phá trong ngày hôm nay thôi. Không biết là khi lớn thì Shadow Fury sẽ thay đổi như thế nào ha. Giờ thì cùng mình kiểm tra nào. Ui, hồi hộp nha. Và em này thì tăng trưởng kích thước cũng khá là dữ á. Rồi, chuẩn bị cấp 25. Ồ, em này lớn lên thì vẫn giữ được cái hình dạng lúc nhỏ nè, không có thay đổi gì nhiều luôn á. Ui, khá là đặc biệt á. Thông thường thì mấy em rồng thì khi lớn á cũng thay đổi chút, còn em này mình thấy nó cũng vậy à. Lạ ghê á. Rồi, ăn đi. Ăn cho mau lớn nha.
50 phần ăn luôn á. Hơi là được ưu tiên á nghe. Rồi, ngủ tiếp rồi kìa. Và giờ trước khi tiếp tục chiến khám phá cùng với Shadow Fury thì để mình lấy gậy phép ra và học những phép thuật mà mình mới tìm được á. Trời ơi, giờ mới có cơ hội để học phép mới nè. Ngứa tài ngứa chừng ghê á. Được 1, 2, 3 quyển. Được 3 quyển cấp Advanced, 1 quyển cấp Master ha. Mình sẽ ưu tiên học mấy quyển này trước. Rồi, cho vô đây và test luôn. Test lẹ cho nóng nào. Liệu rằng bữa nay chúng ta sẽ có được những phép thuật gì đây? Ai sẽ là thí sinh được test đầu tiên? À, con Sương. Test trên con Sương luôn. Ô, phép thuật đầu tiên của mình. Nó khá là giống Black Hole nha. Nhưng mà đặc điểm của phép này là nó sẽ trói mục tiêu và gây được sát thương luôn. Còn Black Hole thì chỉ hút vô thôi ha. Trời. Phép này giữ chân cái địch được luôn nè. Không biết có trói được nhiều con cùng một lúc không. Ôi nhưng mà cái này có sát xuất trật nha. Mình phải bắn trúng thì nó mới trói được cơ. Nó tương tự với cái phép bắn bong bóng bên hệ trái đất vậy á. Nhưng mà nó gây không được nhiều sát thương cho lắm. Mình thấy vậy. Rồi, tiếp theo. Ồ, phép tiếp theo có tên là Slam. Ôi trời. Ồ, cái phép này mình sẽ nhét vô đầu con quái vật mà mình chọn á, một cái con Slam bằng phép thuật ha. Nó sẽ nhúng nhảy trên đầu con này và làm nó bị làm chậm nè. Và gây được sát thương nha. Phép này cũng khá là vui để đi tròn á. Hợp lý nè. Rồi, cho con zombie này ăn Slam nè. Này thì zombie. Slam đang nhúng nhảy trên đầu nó kìa. Dữ chưa? Rồi, tiếp theo. Hai phép thì đều có thể gây được sát thương á. Khá là thích đấy. Ủa gì đấy, phép này là... Ủa phép này công dụng là gì đấy? Mình dẫn sức và gây sát thương ra xung quanh nè. Và làm cho cái địch bị dính hiệu ứng độc quy đờ thì phải. Ồ đúng rồi. Đây mình sẽ thử khi có 4-5 con quái nó đứng chậm chậm lên mình coi. Mình sẽ dụ nó lại một chỗ. Và đấy, mấy con nào yếu yếu là một hit một là đi luôn nha. Còn mấy con khác thì sẽ mất máu từ từ tới chết thôi. Ui, phép này mạnh thiệt. Không biết đó là phép gì nữa. Đó là phép Master nha. Bảo sao mạnh vậy. Rồi ok. Như vậy thì nãy giờ mình test 3 phép đều giúp mình tấn công được. Vậy là bữa nay có đồ chơi mới rồi. Và phép cuối cùng là phép thay đổi thời tiết hả? Oh, phép này giúp mình có thể điều khiển được thời tiết cơ. Muốn nắng là nắng mà muốn mưa là mưa ha. Ui, Đỉnh. Vậy là mình mốt mấy bữa trời mưa là mình có thể thay đổi được rồi. Hợp lý nha. Rồi. Học phép xong rồi. Giờ thì chắc mình sẽ sắp xếp phép thuật vô những cây gậy hợp lý. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên đường đi khám phá thôi. Ở trước mặt mình đang là... hình như là một loài rồng mới mà mình chưa có trứng luôn. Cũng như đây là lần đầu mình gặp. Đó chính là rồng... rồng shark. Ui, rồng này nhìn gọn vậy. Kiểu bị nhỏ ấy. Wow. Cũng ngầu đấy. Giờ sẽ rất là tuyệt vời nếu như mình gặp được rồng sát này ha. Có vẻ rồng sát sẽ sống ở vùng băng này thì phải. Nè, bên đây còn một em rồng sát nữa nè. Rồi, chính xác rồi. Chắc có vẻ vùng băng là nơi rồng sát sinh sống ấy. Mình thử mình lượn qua đây coi. Mình thấy trên đây vẫn còn một rồng sát bay nữa nè. Đâu rồi rồng sát đâu rồi? Ở đây đúng không? Đây là tổ đúng không? À không, đó là cái gò đất thôi. Đó, tác hại của việc mà mình đi tìm trứng rồng quá 180 phút nó vậy đó. Cái gò đất nhìn tưởng cái trứng rồng á. Ảo thật đây. Rồi như vậy là khúc này không có cái tổ rồng sát nào cho mình rồi. Trời ơi, tưởng đầu này hốt được cái trứng rồng sát nữa thì tuyệt vời quá. Ở đây có hai tòa nhà của hai vị pháp sư kế bên nè.
Chắc là hàng xóm thân thiết lắm đây. Được, để mình vô đây. Ồ, con nhưng mà có vẻ hàng xóm này không thân thiện với mình đâu. Trời, từ. Có vẻ là hung dữ đấy. Chuẩn bị phép thuật. Ui ui, biết ngay mà. Định quýnh mình chứ gì. Biết ngay. Ô, một quyển sách master. Tuyệt vời. Giời. Pháp sư gian ác hả? Đưa quyển sách master cho mình liền. Bên đây thì sao? Ồ, có vẻ đây cũng là pháp sư gian ác luôn rồi. Mình sẽ trừ gian diệt ác thôi. Từ từ rồi cũng sẽ thủ tiêu được thôi. Phép thuật mới luôn nè. Phép thuật mới nè. Giật điện cực mạnh. Trời, cái combo này là khỏi chạy luôn. Ồ, bên đây thì cho mình hai quyển sách nhưng mà mình đã đều học hết rồi. Không sao, có được một quyển sách master mới là cũng mừng lắm. Và sẵn tiện ở đây có cái chỗ học phép nè. Mình lấy gậy phép mình ép phép thuật master này vô rồi chúng ta học luôn ha. Coi coi như thế nào. Thử nha. Để coi coi phép master này là gì đây. Test trong nhà luôn. Tại đây đâu phải nhà mình đâu mà sợ. Ủa, phép này có tên là Dragable Strike. Cái này là mình cần phải dẫn sức càng lâu hả ta? Phải không vậy? Đây, mình đang dẫn sức nè. Ui, kỳ vậy, phép này là sao? Đây là phép master, đừng có lừa nhau nha. Đây, mình đang dẫn sức nè. Ui. Ồ, tức là mình càng dẫn sức thì nó sẽ kiểu như là càng khó tấn công hả ta? Hay là càng mạnh hơn ta? Mình không biết cái nghĩa của từ harder đó là sao. Khó tấn công hơn hay là đòn tấn công của mình sẽ mạnh hơn? Câu hỏi này chắc cần phải có thời gian để giải đáp rồi. Ê? Đây là... Yes! Lần này không phải là Light Fury mà là tổ lòng Night Fury. Tiệt dữ. Night Fury đang ngủ. Thôi thì cho anh xin cái trứng nha. Cảm ơn vì cái trứng luôn nè. Trời. Chiến này mình đã có thể sử dụng nốt cái viên đá nâng cấp Night Fury rồi. Tuyệt vời. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn của mình rồi. Giờ mà gặp thêm trứng rồng Ice nữa là bá cháy luôn á. Đi thôi Shadow Fury. Chúng ta cùng nhau cố lên nào. Còn trứng rồng Ice nữa thôi là hoàn thành chỉ tiêu rồi. Nhưng mà có vẻ trứng rồng Ice không xuất hiện ở vùng băng này sao ấy. Mình cảm thấy vậy. Tại vì mình đi vùng băng biết bao lâu rồi. Nữa à. Thêm một cái. Oh my god. Mình tìm được hai trứng rồng Night Fury cạnh nhau luôn. Wow. Không ngờ nhân phẩm của mình hôm nay lại hên như vậy. Chuyến đi cùng Shadow Fury bội thu rồi. Trời ơi, hai trứng luôn em ơi. Quá là hên luôn. Trời ơi, đã quá à. Kiểu như bị bất ngờ ấy. Lần đầu mà mình tìm được hai trứng rồng Night Fury cùng một lúc như vậy. Giờ mà gặp thêm trứng rồng Ice nữa thì thôi rồi luôn á. Ồ, đây là tổ rồng băng ghét chứ không phải rồng Ice á. Uầy. Ý, còn có kim tự tháp màu vàng nữa nè. À, và cạnh đây còn có con rồng, rồng đồng nữa. Được, mình sẽ cho Shadow Fury tấn công con rồng đồng này. Để cho nó biết mùi. Sức mạnh của Shadow Fury. Ném đi con rồng đồng kia. Người chống cự đi. Chống cự là bụng bự nha không? Ôi con này đi ra chỗ khác. Chống cự là bụng bự. Này thì rồng nè, này mấy nửa cây máu liền. Quá đã. Tấn công nó thêm một cái nữa. Rồi, chắc mình sẽ kết liễu con rồng này thôi. Ôi, chạy.
chưa kích liễu nổi, còn cỡ 2 hit nữa. 1 hit, 2 hit nè. Tuổi gì dưới Shadow Fury. Ui hên là pha đó mình cưỡi Shadow Fury chạy kịp á, không là toan rồi. Ui nguy hiểm thiệt, nguy hiểm thiệt. Vì Shadow Fury không có nhiều máu á, nên rất là lo luôn. Thôi chịu khó đi, anh sẽ bóp máu cho em lại. Có công giúp anh chiến thắng trận chiến này rồi, chữa thương cho em lại thôi. Rồi đánh giấc ngủ, ngủ ngoài này đi nha, đợi anh xíu, anh khám phá kim tự tháp cái. Mình vô trong kim tự tháp mình hốt miếng đồ cái đã. Kim tự tháp này có vẻ là nhiều đồ đây. Ồ ở dưới có 7 hay sao ấy. Ê, ủa kim tự tháp ngộ vậy. Ồ oh. Ui kim tự tháp nhưng mà nó là phiên bản ngục tù nha, nó có những cái phòng giam giống như vậy nè. À mình sẽ dùng biện pháp của mình. Ý có sách mới luôn, ui giời, hai quyển luôn mới đã chứ. Tốt tốt tốt, nhưng mà ở đây nó có cái tấm áp lực nè. À có bơm bảo sao, còn 7 không? Ờ hình như hết 7 rồi. Vậy và đây là hai quyển gì đây? Một quyển là phóng vi tiêu, một quyển là chích điện. Ồ hết rồi. Ồ nói chung thì cũng được hai quyển sách mới ha, khá là vui luôn. Thôi giờ thì chắc có zombie chờ trước cửa luôn à. Này thì chờ chờ nè. Rồi thôi giờ thì cùng Shadow Fury đi tiếp để chúng ta thử coi coi trong lúc mà mình đang hên giống như vậy nè thì có tìm thêm được cả trứng đồng Ace hay không á. Nếu mà mình tìm được trứng đồng Ace là bây giờ mình đi về liền để chúng ta ấp trứng rồng á. Ui giời ơi hớ muốn hồn chim én. Rồng Ace cũng vàng vàng cam cam giống như vậy nè, mình tưởng là tổ ẻm chứ nhưng không, đây là tổ của rồng Blaze Falcon. Ui giời ơi. Kệ nhưng mà không sao, dù sao thì cái bên tổ rồng cũng có được một cái dungeon. Ui cái gì? Con này là con Pestonker, nó kiểu như chó sói ấy. Ôi, còn có mấy con bọ nữa. Ôi ai da, con này là lần trước giết em Night Fury của mình nè. À. Mình nhớ mặt nó chứ bộ. Lần trước dám đánh Night Fury của mình á. À. Mình điểm mặt nó liền. Ôi trời. Cái con Fast Tonker mới đi ra, mấy cái con này nó ăn thịt mất tiêu rồi, mình chưa kịp quýnh nữa. Để mình coi coi con Fast Tonker đó rơi ra cái món đồ gì ha. Hồi nãy nó mới spawn ra nè. Ê nó còn có rương nữa. Để mình coi thử. Trong rương nó cho mình một ít cái thức ăn cho rồng, cũng như là Forest Shark ha. Ồ 4 cái. Ê à cái Forest Shark này là nguyên vật liệu để làm ra viên đá nâng cấp Night Fury rừng nè. Forest Stone. Ủa Night Fury lá chứ nhầm. Màu y gan lá cây á. Ra là vậy, ok, được một món đồ rất là tốt luôn á. Gặp một lần hai con thuyền luôn. Một bên là thuyền của băng hải tặc cá mập đầu búa, một bên là băng hải tặc zombie hết ta. Ok, băng hải tặc bên cá mập đầu búa trước đi. Tấn công. Ui, lần này còn... Ui, lần này có tên thuyền trưởng nè. Ô. Chơi, 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 chơi. Lần đầu mình gặp thuyền trưởng băng hải tặc cá mập đầu búa. Ủa, cháu ơi. Ủa đâu rồi? Mình mới thấy thanh niên thuyền trưởng mà. Mất tiêu rồi. Trời ơi, lâu lâu mới gặp thuyền trưởng. Chưa kịp chụp tấm hình làm kỷ niệm nữa. Mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, thuyền trưởng gì yếu đuối vậy. Người ta kêu gọng quýnh con cái ngậm của tỏi mất à. Trời, không hiểu luôn á. Thuyền trưởng gì là chết rồi. Để mai mốt mình làm thuyền trưởng cho. Thuyền trưởng gì mà yếu đuối quá đi. Rồi và con thuyền này thì chủ yếu là cho mình trứng rồng Parrot á. Mình thì đã có rồng Parrot rồi nên mình cũng không cần kiểu như là trứng rồng cho lắm. Quan trọng là lần đầu mình gặp thuyền trưởng nên mình thấy hơi lạ thôi. Còn nhiều hết rồi. Với lại mấy cái đồng xu, nhiều khi cái đồng xu này là có thể trao đổi với thanh niên thuyền trưởng á. Mình nghĩ vậy.
Ồ, mà thanh niên thuyền trưởng nó đang ngẩm mắt rồi. Thôi kệ, coi như là thanh niên đó xui đi. Rồi, giờ thì mình sẽ bay qua con thuyền kế bên luôn. Trời 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 ơi. Rồng Thunder Room định xâm chiếm cái thuyền này giống mình ấy vậy. Thôi, mình tỉnh nào cưng. Thuyền này của anh rồi, anh đăng ký trước rồi, đừng có KS thuyền của anh chứ. Mà trong này thì nó không có sách mới cho mình. Ê, trời 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 trời, ở dưới có con còng biển kìa. Ôi ôi ôi, bậy nha, đừng ăn thịt còng tôi nghe. Ý, liu liu. Úi xa, nó dễ đành đạch, nó dễ đành đạch kìa. Úi giời. Dễ đành đạch hả, quay xem. Xử nó luôn. Hơi bị nóng rồi, nó đâu. Mày nhảy lên đi, mày nhảy lên đi, tao chích điện rồi luôn. Nhảy lên đi. Láo nhau. Ôi, thôi. Ôi, bay lẹ ơi. Nó nhảy đành đạch trúng một cái nên là đi luôn ấy. Ui. Ai. Ồ, hai con à. Thì ra có tới tận hai con rồng biển. Ao. Kháng cự. Búp máu lên. Ui, một mình phải đối đầu với hai con rồng biển. Cắn rồi. Phép thuật sấm sét mạnh nhất của mình. Giật nó đi. Ui, dùng phép này không, dưới nước không có được. Ui, xong dưới này toàn mình rồi. Sức mạnh sấm sét. Được không đây. Ui, nó hất tung mình lên luôn á. Không ổn rồi. Ê, xong chưa? Xong rồi. Mình đã trả thù cho rồng Grimson của mình rồi. Ui, anh xin lỗi. Vì một phút bốc đồng muốn cà khịa nó thôi. Mình nó ăn thịt em mất tiêu rồi. Thiệt tình luôn á, sao tự nhiên nó mạnh đột xuất vậy? Nó cắn phát chết trong gọng mình luôn. Ê, lúc quay lại thì mình gặp thanh niên thuyền trưởng cá mập rồi nè. Captain Shark. Kìa, thanh niên thuyền trưởng cá mập kìa. Hello guys. Cho đổi không? Tôi có tiền nè, đổi đi. Tôi có tiền đó. Ui xôi, nó cầm súng bắn mình kìa. Nóng tính vậy, tính nóng như kem vậy. Thôi, đổi miếng đi. Đừng bắn nữa. Ông có súng là tôi được có phép thuật ấy. Đổi nè, tôi có tiền nè, trao đổi ra. Ok. Don't shoot me, please. Thiệt tình. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hả? Ngồi trên đầu luôn. Đó, hậu quả của việc chống cự mình đó. Mình vô mình trao đổi đàng hoàng, mình nói chuyện lịch sự gì đó mà không chịu. Đợi mình dùng biện pháp mạnh mới chịu ha. Đầu hàng thôi. Con định quá đá luôn không ta? Mình có đem theo cái đầu mụ Medusa nè. Bắn cái nữa là quá đá. Ok, thì ra người chọn cái chết. Ê, quá đá chưa? Úi. Hình như quá đá rồi nè. Ái chà chà. Bắt luôn nha. Mình đã hốt nó vô cái lasso rồi. Thuyền trưởng của các người đã bị bắt cóc. Muốn chuột thuyền trưởng thì vác vài cái trứng rồng mới đem qua, tao sẽ tha cho. Trời ơi, bữa nay chơi lớn đi bắt cóc thuyền trưởng luôn. Thuyền trưởng băng cá mập. Rồi, có chiến lợi phẩm rồi. Thôi mình sẽ kêu. Ôi mà quên, rồng điểm xanh mình chưa hồi sinh. Mình sẽ kêu một em rồng nào đó ngẫu nhiên ra để mình cưỡi về nhà á. Bữa nay chiến lợi phẩm. Ngoài trứng rồng ra thì mình còn có được cả một cái thanh niên thuyền trưởng nữa. Ôi giờ mình mới phát hiện nhà mình lủng nóc rồi. Hèn gì hôm qua đi vô nhà, thấy cái nhà nó dột dột là thấy nghi nghi rồi. Thì ra nó lủng cái nóc. Ủa sao lủng ta? Giờ mới phát hiện luôn á. Không hiểu. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành. Mình cho thanh niên thuyền trưởng hải tặc bị quá đá vô trong nhà mình á. Đâu ngồi ở đâu ta? Cho thanh niên nó ngồi ở đâu ta? Ngồi đây đi. À, ngay đây, ngay góc này. Hello. Bất ngờ chưa? Giờ chừng nào ha, đàn em của ngươi là chuột thì ta sẽ thả ngươi. Còn không thì ha, ngươi ở đây làm ô xin cho ta đi. Rồi, và giờ thì mình sẽ lên trên này để mình up 2 trứng rồng Night Fury của mình trong chuyến đi ngày hôm nay ha. Quá là đã luôn á.
Trời ơi, vậy là chúng ta sắp sử dụng được viên Waterstone này rồi. A few moments later. Câu đặt tên là phải đặt cho đúng nha. Giờ là mình sẽ đặt là Water Fury ha. Tại vì mình sẽ cho em này viên Waterstone đó. Đó, chuẩn bị nha, đón nhận đi. Water Fury. Ui, xong rồi nè. Ui, trời ơi, cái đầu như đầu con cá vậy. Wow, ôi đừng có chơi thú nhúng nào, nhúng trên đầu con ơ gác gì đó. Là đây cưng. Đây, Water Fury đây. Xuống đây, ngồi yên. Rồi, ngồi yên đó cho anh coi nào. Kìa. Trời ơi, cái đầu đẹp lắm luôn á. Quá sẽ đã luôn á. Trời, mười mốt mà Water Fury lớn á, mình cưỡi là hơi bị quách xà lách đó nha. Rồi, và như vậy, hôm nay lại có thêm một tin vui nữa là mình có thêm một dạng của Night Fury rồi. Đó là dạng Water Fury ha. Hy vọng trong thời gian sắp tới, mình sẽ cố gắng có được nốt cái dạng Night Fury dùng cái viên đá Forest ha. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.